Hello, xin chào và cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Jimmy Mr. House. Thì cái video trước thì Mr. House có quay giới thiệu với anh em một cái con Playcam giá rẻ, giá siêu rẻ luôn. Phải gọi là trong thời điểm hiện tại là giá rẻ nhất thế giới. Nhiều anh em lên là comment nói với cái giá này thì làm gì có một cái con Playcam mà động cơ không chổi than. Nói chung là không tin ha. Không tin thì với cái tiêu chí của Mr. House thì mình bán hàng từ nào đến giờ á, thì mình trước khi bán thì mình phải chọn một cái món hàng để mình chơi cho nó ok, thì mình thấy ok rồi mình mới giới thiệu anh em chơi. Nhiều anh em lên trên cái bài của mình nói là giá này nó không có con không đổi hàng, thì mình sẽ giới thiệu luôn. Đây là cái con Playcam. Playcam này thì nó là động cơ không chổi than nha, rootless motor nè. Thì anh em nào mà mình mới chơi Playcam á thì mình hãy nên lên Google mình tìm hiểu động cơ có chổi than và động cơ không có chổi than nó như thế nào, chứ mình đừng có lên mình comment là tùm lum thứ đó nha, nó không hay. Cái động cơ nó không chổi than á thì nó sẽ như thế này nha. Nó có ba dây motor và nó điều khiển bằng điều tốc. Còn động cơ có chổi than là nó có 2 dây và nó không có qua điều tốc nha. Đây là động cơ không chổi than nha. Anh em nào chơi Playcam mình nên tìm hiểu không chổi than đây. Đó, cái cuộn dây đứng yên và cái motor sẽ quay. Còn có chổi than là cái cuộn dây quay nha. Đó. Động cơ không chổi than nó rất là bền và độ ổn định rất là cao. Đặc biệt là tiếng rất là êm, không có bị ồn. Và nó không có qua bánh răng nhưng động cơ có chổi than nên là bay rất là ok luôn. Rất là bền. Đó. Đây là mình nói lại luôn là đây là cái con động cơ máy bay không chổi than, không chổi than giá rẻ nhất hiện tại bây giờ nha. Đó, đây nè, thấy chưa? Cái giá rẻ nhất hiện tại bây giờ thì pin này cũng vậy luôn. Pin này bay thì nó tầm khoảng 5 phút thôi. Đó, nhiều anh em nói ủa con Playcam mà bay có 5 phút sao chơi. Thì mình xin nói thiệt luôn, những cái con mắc tiền nó vài chục triệu nó chỉ bay tầm cỡ 15 phút là dữ lắm rồi. Đó, thì Playcam chúng ta điều khiển á thì chúng ta bay tầm 5 phút thì chúng ta dừng lại để chúng ta nghỉ, chứ không ai mà bay hoài ha. Đây nè, đại pin thì theo nó rất là nhiều, mình muốn mua nhiều thì cũng có hết. Mình sạc sạc phổ thông thông dụng bình thường, mình sạc xong rồi mình chơi. Đó, mua nhiều cũng có, giá thì đã bèo có vài chục ngàn cục pin như thế này. Đó. Nhiều anh em mà mình chứ lên mà nói giá của mình nó ngon bổ rẻ, nó rẻ nhất thế giới rồi chơi. Hồi xưa cách đây 5 hay 2 năm ở động cơ không chổi than này giá tầm 1 triệu mấy 2 triệu không à. Con này nó chỉ không có GPS thôi nha, không có GPS thôi. Còn ngoài ra nó có cái gimbal, cái Vivo 30, nó điều chỉnh được cái độ cân bằng rất là ổn định. Có cái cảm biến bụng nè, cái chống va chạm nè, rất là đẹp luôn. Camera thì camera này quay phim kết nối với điện thoại luôn nha. Tay điều khiển vậy nè, tay điều khiển thì xài 3 pin AA thôi, 3 pin AA như thế này, một bộ pin AA như thế này xài vô tư. Điều khiển rất là ok nè, rất là đã luôn. Bay lên bay xuống là tự động cắm rồi lật kiểu đủ kiểu. Này kết nối điện thoại nè, con này kết nối điện thoại qua app luôn, đã cực kỳ luôn, chơi bền. Đặc biệt cái là con này nó không có bị bãi khi va chạm nha, rơi rớt khỏi máy luôn. Đặc biệt rơi rớt khỏi máy, con này bay đã lắm. Sách hướng dẫn thì đi kèm đầy đủ như thế này. Rồi ha, rồi mình cái clip này mình chỉ nói về con động cơ có chổi than và không có chổi than thôi. Thì anh em nào mình chơi mình thử mình lên mình tìm hiểu đi. Có chổi than giờ mình chơi 3 bữa dọc mình là nó thiệt. Chơi con mà lấy cam có chổi than giờ chơi 3 bữa là quăng à. Nó gãi cái motor hay là nó gãi cái bánh răng là nó bỏ thôi. Còn con này không chổi than nè. Không chổi than. Động cơ nó không, 4 cái động cơ này không là đủ ăn tiền rồi. Chưa? Để mở ra cho. Cái cơ cấu nó rất là cứng cáp. Mới tháo từ nào giờ đó là trước khi mà mình lên mình giới thiệu một cái món hàng nào cho anh em chơi thì mình phải test thử, mình phải test ok trước hết rồi. Đó, mình mới chơi mới giới thiệu anh em, giá thì nó phù hợp quá trời phù hợp luôn. Đó, anh em mà chơi Tết thì mình mua con này mình cho con cháu nó chơi quá ok luôn. Trời. Ok, anh em nào mình chơi thì liên lạc cho Mr. House và mình sở hữu em này nha. Giá rẻ lắm. Giá này mình bán chỉ có hơn 500k một con như thế này thôi. Hàng mới, chơi vô tư. Anh em nào mua pin thì thêm cho mình 50k nữa thì được 2 cục pin nha.
Rồi mình xin kết thúc clip tại đây. Anh em nào nhớ ủng hộ cho mình nha. Rồi chào.